không được rồi. Vết phỏng sâu và nặng quá, phần thịt đã bị nhiễm trùng và bắt đầu thối. Vết phỏng sâu lắm, e là tôi không thể chữa được. Phải đưa cậu Bình lên Sài Gòn ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cậu Bình. Nguy hiểm đến tính mạng? Không được, không thể để nguy hiểm. Bay đâu? Bay đâu? Kêu xe đưa cậu hai lên Sài Gòn nhanh lên. Cái gì? Đưa ai đi Sài Gòn? Ai biểu? Ông đi đâu mà giờ này mới về? Ông có thấy mình nó bị thương nặng không? Ông chủ, Bình, mà biết là còn đau lắm, nhưng mà tráng lên như con. Đó, ông thấy đó, ông có đáng mặt làm cha không? Ăn đuối hầm hồ. Ông chủ, ông chủ bớt nóng, bà cũng vì quá lo cho bệnh tình của cậu hai thôi. Ông chủ thấy rồi đó, chỗ vết phỏng đã bị nhiễm trùng, nếu không kịp thời đưa cậu hai đi nhà thương thì e là... E sao? Thì thuốc gì mà mở miệng ra là tru éo bệnh nhân? Có lương tâm không? Dạ, tôi xin lỗi ông chủ, tại tôi nóng ruột lo cho cậu hai quá nên tôi lỡ lời. Tôi biết là thằng Bình con tôi nó bị phỏng rất nặng, nhưng không thể để nó đi Sài Gòn chữa trị trong tình hình này được. Ông nói sao chứ? Tại sao lại không thể? Không thể để cái chuyện trái kho mũ cao su lan ra ngoài được. Nhất là đám thằng Nam Hùng, nó mà biết tin, nó sẽ thông tin lên chỗ đám ký giả. Chuyện bé xé ra to, hiểu chưa? Nhưng không lẽ ông để cho con trai của ông nằm đau đớn khổ sở như vậy sao? Đừng bà biết cái gì mà lải nhải hoài. Bày đâu? Dạ. Dạ. Đưa bà đi. Dạ. Ông Duy, ông điên rồi. Ông vì muối làm ăn, vì tiền tài danh vọng mà ông bán rẻ tính mạng của con mình sao? Ông nên nhớ, Bình chính là con của ông và người đàn bà vô hình kia đó. Nếu như Bình có bề gì, sao ông ăn nói với người đã khuất hả? Từ giờ trở đi, cấm không ai được bước chân vô cái phòng này. Thì chưa có lệnh tao, kể cả bà. Còn nữa, cấm tất cả bếp xếp này ra ngoài, ai dám không nghe cắt lưỡi hết. Dạ. Ông đúng là quá tàn nhẫn mà. Chỉ có một vết phỏng con mà không chữa được, ông mang danh là thầy thuốc nổi tiếng khắp các đồn điền cao su để làm cái gì? Đốt bằng nghĩ mẹ nó đi. Ông chủ, ông không nên chà đạp lòng tự trọng của một thầy thuốc. Tôi không nói là mình không thể chữa, tôi nói là với tình hình này, đem lên Sài Gòn chữa trị thì sẽ mau lành hơn, cậu Bình sẽ ít đau đớn hơn. Bà với thầy Nam đừng có tranh cãi nữa. Con hiểu được mà. Không sao đâu. Lo tiền thuốc tốt nhất mình nữa cho nó. Tiền bạc không thành vấn đề. Dạ. Đưa thầy ra ngoài. Dạ. Bình à, bà biết con bị phỏng rất nặng, nhưng bà không thể đưa con đi Sài Gòn chữa trị được.
hiểu cho ba như con. Bằng mọi giá ba sẽ chữa lành bệnh cho con.